Anh em muốn nạp game uy tín giá chiết khấu 25% cực ngon, hãy liên hệ ngay thông tin trong cái hình ảnh trên. Hỗ trợ nạp 24/7 cả ở Zalo và Facebook nha. Xbox siêu khuyển mới update một cái hoạt động khá là hấp dẫn, và hoạt động này là hoạt động vĩnh viễn anh em. Đó chính là cái hoạt động câu cá anh em ạ. Đây chính là cái giao diện của cái hoạt động câu cá. Và cái hoạt động câu cá này thì anh em cần phải lưu ý gì và làm gì để mà thú vị và hấp dẫn nhất? Ngoài ra thì cái phần câu cá này cũng sẽ giúp anh em tăng lực chiến khá là nhiều nha. Rồi, câu cá thì nó ở ngay cạnh cái phần liên minh với lại tiệm pet rồi anh em. Khi mà anh em click vào đó thì nó sẽ hiện cái giao diện như này. Một cái giao diện câu cá khá là hấp dẫn anh em nha, khá là mới lạ và khá là thú vị. Ở đây chúng ta sẽ có được các cái phần gồm thư viện. Đây là nơi xuất hiện những cái em cá theo cái yêu cầu để mà kích hoạt được các cái chỉ số. Khi mà anh em câu được những cái em cá theo cái yêu cầu ở đây, anh em có thể là click vào cái phần kích hoạt để mà nó tăng cái chỉ số này. Mỗi một bộ cá theo yêu cầu thì nó sẽ có những cái chỉ số khác nhau và nó sẽ kích hoạt cái chỉ số khác nhau đây. Đấy. Ở đây thì đang có 26 anh em nhé. 24/26 này. Chúng ta có thể là kích hoạt được full cho mình. Ngoài ra thì ở cái phần nó sẽ có những cái khu vực khác nhau. Ví dụ như là rừng mưa này, em có thể là kích hoạt full 26 này. Hải đảo là 15 này, vùng biển là 15 này, hải cảng là 19 này. Nó rất là nhiều em nhé. Và anh em có thể là click vào cái phần hải đảo để mà xem được các cái vùng. Đấy, rừng mưa rồi hải đảo rồi vùng biển đây. Khi mà anh em thu thập đủ cái số lượng ở cái khu vực. Ví dụ như là ở đây mình đang thu thập được 24/26 rồi. Đấy, còn hai em nữa thôi là mình có thể là thu thập full ở cái phần rừng mưa này. Sau đó thì chúng ta cần phải lên được cái cấp 5 ở cái cấp ngư dân thì anh em mới có thể chuyển sang cái đảo tiếp theo để mà tiếp tục kiếm những cái em cá khác nhau ở đây. Sau đó thì chúng ta có thể là chuyển sang cái hải đảo để mà kích hoạt các cái chỉ số các cái em cá khác nhau ở đây để mà có được cái chỉ số nâng cấp cái lực chiến em nhé. Ở cái phần này nhìn vậy thôi mà lực chiến nâng cấp rất là cao em ạ. Ở đây có thêm một cái phần nữa đó là phần tiệm. Tiệm ở đây thì nó sẽ bán cho anh em gồm các cái loại mồi. Ngoài ra thì nó có các cái vật phẩm khác, ví dụ như là cái tứ diệp thảo này. Đây là cái thần may mắn phù hộ, đồ vật cần thiết để mà thành công. Kiểu như là khi mà chúng ta mua cái này chúng ta dùng ấy, thì nó sẽ tăng cái chỉ số câu được cá ngon hay cá xịn, kiểu như vậy, cá to ấy. Mồi bướm này, mồi nhộng này, mồi lâm châm này, mồi thịt rữa, mồi nhện, mồi tôm đỏ, mồi sò, mồi châu chấu. Mỗi loại mồi nó sẽ có những cái tính năng khác nhau. Ví dụ như là cái mồi ếch ở đây. Ếch mà nhiều cá lớn đều thích nha, nhưng cá ăn xác rữa lại ghét. Mồi giun thì nhiều cá cỡ trung và một số cá cỡ nhỏ thích ăn. Thì anh em muốn câu những cái loại cá nào thì có thể là mua mồi ở đây nhá. Còn cái phần thẻ này thì nó là một dạng pet hợp pháp của câu cá. Khi mà anh em mua thì anh em sẽ nhận được những cái đặc quyền này, kéo dài được vòng 30 ngày. Còn phần ủy thác, đây là một cái phần mà nhiều anh em quan tâm đây. Tại vì là ủy thác làm sao để mà có thể là dễ dàng nhất. Lưu ý là để mà ủy thác được, nó mở được ủy thác ấy, thì chúng ta sẽ cần phải câu 100 lần. Thì ở đây mình đã câu vượt qua 100 lần rồi. Thì nó đã mở cái phần ủy thác. Ủy thác thì mình nghĩ là anh em chỉ lên click tích vào cái phần tự động nộp đơn hàng với lại tự động đặt vào thủy cung thôi anh em nhé. Còn lại những cái thứ khác thì chúng ta không nên click. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu cho nó tự động câu cá này. Ở đây thì mình đã dùng cái mồi. Khi mà anh em mua được cái mồi mới ở tiệm nha, anh em click vào cái phần mồi ở phần ngư cụ này. Do đó thì anh em chuyển sang cái mồi mà anh em muốn câu. Mồi cháo là cái mồi vô hạn. Ủy thác rồi, cứ để cho nó tự động nó câu em nhé. Một cái phần nữa đó là cái phần đơn hàng. Khi mà anh em click vào cái phần đơn hàng, nếu mà anh em đang tìm một cái giả lập cực ngon này, cực nhẹ và cực mượt cho PC và laptop của anh em, truy cập ngay link dưới phần mô tả của video để mà tải ngay cho mình cái phần mềm giả lập cực nhẹ cực mượt để mà anh em có thể là chiến mọi loại game. Anh em click vào đó tải về và trải nghiệm cho mình nha. Mỗi cái đơn hàng thì nó sẽ có cái số sao khác nhau. Sao cao nhất là 5 sao. Và anh em cố gắng là reset cho mình để mà lấy 5 sao câu cái phần đơn hàng này nó cao cái giá trị. Thôi, mất bố rồi còn đâu. Toàn rồi. Anh em có thể là đi mua những cái phần reset đơn hàng ở phần chợ ấy này.
với giá 100 nha. 100. Sau đó chúng ta sẽ reset. Cay nhỉ. Chúng ta nên để đơn 4 sao là ok rồi, chứ đừng có reset lại cái đơn 4 sao nha. Khi mà chúng ta có cái đơn hàng đúng cái số sao mà anh em thích rồi, cao sao cao rồi thì anh em để đó. Và khi mà anh em ấn cái phần ủy thác mà click vào cái phần tự động nộp đơn hàng này, thì con cá nào mà chuẩn cái đơn hàng thì nó sẽ tự động nó nộp vào cái đơn hàng này. Và nếu mà anh em để nó treo thì anh em một thời gian quay lại thì anh em sẽ thấy được cái đơn hàng của anh em nó ok nộp. Ví dụ đơn hàng đầu tiên thì nó cần nộp 3 con tôm xanh, đơn hàng thứ hai là con cua nộp 1 con cua, và đơn hàng thứ ba là nộp 2 con cá lá. Nếu mà ủy thác mà anh em chưa bật đúng không? Ủy thác mà anh em chưa bật nha, thì anh em sẽ click vào cái phần thủy cung. Đây là cái nơi mà khi anh em câu cá thì anh em nó có cái một cái phần đó là đặt vào thủy cung đấy. Thì ở đây là cái thủy cung của chúng ta. Và chúng ta có thể là vào đây để mà xem được tất cả những cái con cá mà anh em đã câu được. Click vào cái phần tình hình thì ở đây nó sẽ có tất cả các cái số cá mà anh em đã câu, gồm các thông tin của cá nữa anh em. Ở đây thì khi mà anh em đi click vào từng con cá một thì nó sẽ có hai cái loại, gồm một cái loại đó là bán này, nó đời nó nhiều quá thì anh em có thể là bán đi. Và nó sẽ có một loại nữa, nó là đơn hàng. Thì cái đơn hàng anh em chỉ click vào cái phần đơn hàng này, nó sẽ tự động gửi vào cái đơn hàng cho anh em. Đấy. Nếu mà auto của anh em mà chưa mở thì anh em có thể là vào rà từng con cá một để mà gửi vào cái đơn hàng. Khi mà xong cái đơn hàng thì chúng ta sẽ nhận được cả chân trâu. Cái chân trâu này thì anh em có thể là cường hóa các cái thứ liên quan đến câu cá, ví dụ như là cần câu, ví dụ như là nâng cấp được cái móc câu này, rồi là dây câu này, rồi là trôi lổi, là phao đây anh em. Thì mỗi loại nó sẽ có những cái chỉ số khác nhau. Ví dụ như là cái phao này thì nó sẽ giúp búp cái chăm chú. Đấy, búp cái chăm chú nha. Cái dây câu này nó sẽ búp cái sức mạnh này. Cái mồi, cái móc câu này nó sẽ giúp búp cái hiệu quả. Còn cái cần này nó sẽ giúp búp may mắn. Thì anh em nên tập trung búp vào cái cần câu, tại vì nó có cái may mắn. Cái may mắn này nó sẽ giúp anh em có thể là câu được. Thế này, may mắn này, tăng xác suất câu được cá với chiều dài kỷ lục. Thấy không? Cái sức mạnh của nó thì nó lại nằm ở cái dây câu. Cái sức mạnh này thì nó sẽ có cái gì? Nó sẽ giúp anh em giảm xác suất cá dậy đứt cần câu. Đó. Còn với cái phần tập trung, nó là dạng chăm chú ở cái phao này. Thì cái chăm chú này nó sẽ giúp anh em đó là giảm xác suất cá trốn thoát. Còn riêng về cái lưỡi câu là cái hiệu quả cao này, thì nó sẽ giúp anh em tăng cái hiệu quả thuộc tính của mồi. Đấy, nó còn nhiều những cái chỉ số khác nữa đây anh em. Đó là toàn bộ cái thông tin ở cái phần câu cá này. Đây là cấp ngư dân. Khi mà anh em mỗi một lần câu cá nha, thì nó sẽ tăng cái XP cho cái phần cấp ngư dân này, và sẽ giúp anh em tăng cấp ngư dân. Khi mà anh em click vào cái phần cấp ngư dân đó thì nó sẽ có một cái mục nữa là cái đột phá. Thì anh em sẽ phải hoàn thành toàn bộ những cái nhiệm vụ đột phá này thì chúng ta mới có thể là đột phá được em nhé. Ở đây thì mình đã vượt qua được cái ải 1000 rồi này, câu được 15 cái loại cá to này, và bán hàng kiếm được 2004 xu cá. Thì cái xu cá chính là cái xu này. Đấy. Khi mà anh em câu cá thì không phải lúc nào nó cũng có cá, nó sẽ có những cái rác, những cái rong rêu, thì anh em có thể là bán nó đi để mà lấy được cái xu cá. Với cái tiền tệ xu cá này thì mình cũng chưa rõ là dùng trong cái mục đích gì, hay là dùng trong cái việc mua bán cái gì. Ở đây thì xu cá nó ghi mỗi là có cái biểu tượng vua câu cá này, được lưu hành giữa những cái người đam mê câu cá, nó dạy kiểu là dựa vào cái xu cá này để được tính top những cái người câu cá giỏi ấy, kiểu như vậy anh em ạ. Chứ còn mình cũng chưa tìm ra là cái xu cá này để làm cái gì nữa. Đó là toàn bộ cái phần thông tin trong việc câu cá. Và câu cá này thì sẽ giúp chúng ta tăng được cái lực chiến như thế nào ngoài ở trong cái phần thư viện. Ở đây chúng ta sẽ có được một cái update ở trong phần thú cưng. Đấy, đó chính là cái phần trang bị. Ở đây thì nó sẽ có thêm một cái bể cá này. Đây là một cái bể cá cho từng cái em chó một của chúng ta. Đây, em bể cá của chúng ta nó sẽ có ở một phía dưới này. Nó có cá loại nhỏ, cá loại vừa, cá loại to và cá thủy sinh. Thì anh em có thể là lựa chọn một trong những cái em cá mà anh em đang có để mà ép vào cho từng cái loại cá một. Và khi mà chúng ta ép vào thì nó sẽ có những cái chỉ số khác nhau. Đây, anh em có thể thấy là từng loại cá thì nó sẽ có những cái chỉ số khác nhau. Cá phẩm càng cao thì
chỉ số nó càng cao và nó sẽ thêm nhiều những chỉ số khác nhau. Đấy, và những cái loại cá xanh xanh hay là những cái cá loại thường thường như này thì cái chỉ số của nó sẽ loanh quanh luẩn quẩn nhỏ thôi anh em. Nhưng mà ở giai đoạn này thì chúng ta có là ngon rồi, tỷ lệ chống đỡ này. Đấy, nó lên được chiến khá khá đấy anh em nhá. Lên được chiến cũng khá là ok. Mình sẽ chuyển sang cho chó may mắn chẳng hạn. Thì ở đây chúng ta sẽ có được những cái chỉ số. Đây, có tỷ lệ chính xác với lại kháng bạo kích này này, ép vào. Cá loại to thì ở đây có cá kiếm là HP đi. Thủy sinh ở đây thì sẽ có một chỉ sống đỡ à. Cái cam này thì mình sẽ ưu tiên vào cho những cái em chó xịn nhất. Cá dị thường này, thủy sinh. Rồi, chúng ta sẽ cho cá voi vào. ATK cộng thổ. Đấy. Anh em có thể là bỏ cá vào đây nha, bỏ cá vào đây để tăng chỉ số lên. Tiếp theo lươn à? Cho thổ vào, phẩm nó cao thì cho nó vào thôi anh em, chứ dại gì mà những dòng những cái phẩm nó thấp ở phía dưới. Miễn CC này, cho vào này, hết này, ATK cộng thổ nha. Đấy. Lưu ý là khi mà chúng ta cho cá vào trong cái bể cá của từng cái em thú cưng một ấy, thì chúng ta sẽ không thể nào bán những cái em đó được nha. Đâu nhỉ? Đây, thủy cung này. Ví dụ như là ở đây có cá voi, thì để mà bán được những cái em cá mà anh em muốn thì anh em bắt buộc phải gỡ ra khỏi cái bể cá của từng cái em thú cưng, thì khi đó chúng ta mới có thể là bán được nha. Ở đây nó có cái mục gỡ đây anh em này. Đó, ở đây thì mình đã câu được hai em cá voi. Rồi, và đó là toàn bộ cái video ngày hôm nay về review cho anh em cái tính năng câu cá trong cái tựa game này, cũng chỉ đến cho anh em chi tiết nhất để mà giúp anh em có thể là có được cái tính năng câu cá nó dễ dàng và hiểu dễ nhất, và cũng sẽ giúp anh em tăng được cái lực chiến của con ác của anh em. Sau khi mà anh em xong video này có suy nghĩ gì về tính năng câu cá trên, hãy comment bên dưới giúp mình nhé. Còn bây giờ thì tạm biệt anh em và chúc anh em chơi game vui vẻ. Bye bye. Anh em đã quá chán nản với cái tình trạng ping cao đỏ ngòm khi mà chơi các cái tựa game ở trên PC hay mobile, anh em hãy tải ngay Gear Porter, ứng dụng giảm ping tốt nhất 2024 cho tất cả các cái game hiện tại trên Android, trên PC và trên iOS. Hãy tải ngay bằng link dưới phần mô tả của video này nhé.